Vụ ở bộ nông sản chắc quý vị cũng đã biết rồi. Dạ thầy ơi, lớp online chưa có thấy slide á thầy. Dạ tụi em chưa có thấy slide. Ủa thì tôi show lên rồi mà. Lúc nãy thì Bạn lên thấy trên nhưng mạng. mà giờ thì không ạ. Các bạn không cần quay phim chụp ảnh gì đâu ha. Tại mới mốt các bạn còn phải làm này lại. Đây là cái trình bày về một cái hội chứng. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là hướng dẫn cái kiểu là mình đi từ cái bệnh lý rồi mình được khai thác các triệu chứng. Sắp tới các bạn sẽ qua tới thực tập tại bộ môn, các bạn sẽ làm một cái chuyên đề về chuyên đề này và hướng sơ trình trực tiếp cho tôi. Thì các bạn làm cái chuyên đề này đúng cái tên như thế này nè, đó là hội chứng xuất huyết não bão thấp cuối thời kỳ. Thì các bạn sẽ làm sao? Có đây tôi hướng dẫn kỹ ha, mai mốt các bạn đừng làm sai. Có nghĩa là mình đi ở đây từ bệnh học xuống triệu chứng rồi xuống xuống tới. Còn nếu mà các bạn tập làm cái chuyên đề kia thì các bạn đi tiếp cận là cái bà này bà vô là xuất huyết âm đạo 3 tháng cuối thai kỳ, thí dụ ra máu âm đạo ở tuần thứ 34, thì các bạn phải làm sao các bạn chẩn đoán được đây là bệnh lý gì? Các bạn hiểu ý tôi nói không ạ? Đây tôi đang đi ngược, các bạn mới mốt các bạn đi xuôi, tại vì mình tiếp cận theo triệu chứng. Một điểm trực của các bạn vô là cái bà đã vô hỏi sao chị vô đây vậy, thì bà nói là à tôi vô đây vì chảy máu. Rồi các bạn đi tìm 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 cái gì đó. Và hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn trong cái lịch đó thì chỉ có 3 bài thôi, đó là nhau tiền đạo, nhau bông non, nhau vỡ tử cung. Thì nếu trong buổi chiều hôm nay mà tôi giải quyết được 3 bài luôn thì cái buổi tới thì cái buổi đó mình sẽ free. Còn nếu mà không kịp thì mình sẽ một buổi nữa. Mình sẽ cái chùm trong cái hội chứng này sẽ có 3 bài. 3 bài quan trọng. Các bạn nắm được vấn đề chưa? Thì cái này cũng không quan trọng đâu ha, cho nó bị lỗi phông rồi. Không sao cả. Thì các bạn thấy là cái nguyên nhân á, thì người ta chia là cái những cái nhóm nguyên nhân thường gặp và nguyên nhân không thường gặp. Thì nguyên nhân thường gặp là hai cái nhóm là nhau tiền đạo và nhau bông non, còn không thường gặp là trong này có vỡ tử cung và một loạt các nguyên nhân này nữa. Thì mình chủ yếu tập trung vô ba bài này. Các bạn hiểu được không? Khi các bạn làm cái chuyên đề này thì các bạn tiếp cận đi hết tất cả các mục tiêu, các cái nguyên nhân như thế này, chứ không phải tiếp cận có ba cái này mà thôi. Hiểu chưa nhỉ? Rồi. Thì cái đây là mình cái cách phân loại thứ nhất. Cách phân loại thứ hai là đây là mình giới thiệu lại cái về giải phẫu học. Ở ngoài mình nhìn như thế này, ở trong thì mình đi vô mình có âm đạo, cổ tử cung, thì các những vấn đề mà cái máu, cái tên của mình là xuất huyết âm đạo, cho nên là máu nó sẽ động ở đây. Máu động ở đây thì không có phải là luôn luôn từ trong lòng tử cung chảy ra, nó có thể chảy từ đây chảy xuống, chảy từ cổ tử cung chảy xuống, có thể chảy từ âm đạo chảy xuống. Các bạn hiểu không? Cái đó là mình tiếp cận theo cái kiểu là giải phẫu học. Thì giải phẫu học người ta chia làm nhóm tại chỗ là âm đạo, cổ tử cung và tử cung, nhóm toàn, và ngoài ra nó còn có nhóm toàn thân nữa. Thí dụ như bà này bị viêm gan cấp rối loạn đông máu, mà xin lỗi các bạn nha, tại vì nó bị lỗi phông, tôi không hiểu tại sao nó bị rối loạn đông máu thì nó sẽ bị chảy máu toàn thân, thí dụ chảy máu mắt, chảy máu mũi, chảy máu họng gì đó, rồi chảy máu âm đạo luôn. Rồi còn cái này các bạn không cần biết đâu, thì bây giờ mình sẽ đi vô từng bài một. Cái này mai mốt các bạn sẽ phải làm cái chuyện này, các bạn hiểu không? Mai mốt các bạn làm chuyên đề các bạn sẽ làm phải phải làm cái chuyện này đó. Thì đây là một bệnh lý, đây là bệnh lý về phần phụ của thai. Cái khi mà cái thai người ta sẽ có ba cái nhóm, nhóm thứ nhất là liên quan tới mẹ, nhóm thứ hai liên quan tới thai và nhóm thứ ba là phần phụ của thai. Thì đây là nhóm bệnh lý thuộc phần phụ. Thì nhau tiền đạo, cái từ này là cái từ của Hán Việt. Nhau tiền đạo là gì? Tiền là gì? Phía trước đạo là gì? Đừng nói âm đạo nha. Địa đạo Củ Chi là gì? Đường. Thì nhau tiền đạo có nghĩa là nhau nằm ở phía cái đường ở phía trước. Trước cái gì? Mình chỉ cần hiểu nó là mình thuộc luôn à. Trước đường đi của em bé chứ đường đi của cái gì? Đúng không? Sao nó không ăn nữa rồi? Rồi.
đây sao nó bị lỗi phông toàn bộ rồi, hoàn toàn không sao cả. Bài này lỗi phông không sao hết. Thì các bạn thấy bình thường á, là cái nhau nó bám ở trên này nè, vùng đáy tử cung ha, vùng vùng lân cận trên này. Thì bây giờ cái nhau nó bám ở ngay chỗ này, cái đường đi của em bé là đi đi chỗ này đúng không? Em bé sinh ra là chỗ này, mình học Y4 mình biết quá rồi. Thì đường đi nó cản trở đường đi, nó gọi nhau tiền đạo đó. Vậy thôi. Thì trước đây người ta chia ra bốn cái nhóm, thì người ta chia ra bốn nhóm như thế này. Nhóm này gần gần tới lỗ trong của tử cung, nhóm này bám vô lỗ trong của tử cung, nhóm này đi qua xíu, nhóm này bám hoàn toàn. Thì nó là tiếp 1, 2, 3, 4, nó, cái từ cổ điển nó từ này, tương ứng. Và sau này người ta chia ra, còn có hai nhóm thôi. Cái nhóm thứ nhất là nhóm bám thấp, và nhóm thứ hai là nhóm tiền đạo trung tâm. Nó không có gọi cho tiền đạo trung tâm nữa, nó gọi nhau tiền đạo thôi. Thì nhau tiền đạo nó gồm theo cái thể cũ là nhau tiền đạo bán trung tâm và trung tâm. Thì tại sở dĩ, tại sao người ta chia nó vậy? Cái nhóm này chắc chắn không sanh được rồi. Cái nhóm này có thể sanh được. Vậy thôi, ta chia đơn giản vậy thôi. Còn hồi xưa là người ta chia mức độ vậy, nói chung là cho bệnh nhân người ta biết là à, mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4. Thật ra 1, 2 nó mức độ chảy máu nó giống giống nhau, 3, 4 nó chảy máu cũng gần gần giống nhau rồi. Cho nên chia như vậy nó cũng không ổn lắm. Mà sao không ăn nữa rồi? Thì người ta thấy là nó cái nhau tiền đạo này muốn chẩn đoán á, là ở sau tuần thứ 28 người ta mới chẩn đoán. Còn trước tuần thứ 28 là gần như người ta không có chẩn đoán nhau tiền đạo. Bởi vì sao? Lúc đó đoạn dưới tử cung nó chưa có giãn ra. Vì sao vậy? Khi mà mình siêu âm ở tuần thứ 16, 17, 18, 19, 20, 21 gì đó, mình thấy cái nhau nó bám ở đoạn dưới tử cung thật, giống giống như thể trung tâm hồi nãy á, thì mình không kết luận đây là nhau tiền đạo. Bởi vì sao? Cơ chế của nó khi đoạn dưới tử cung nó giãn ra, nó có thể kéo cái nhau đi lên dần 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 dần. Như vậy thì nó sau 28 thì mình siêu âm mình thấy thể gì thì mình kết luận thể đó. Còn trước 28 mình không kết luận. Hiểu chưa? Nguyên nhân thì người ta thấy chưa có rõ ràng nên nó bị lỗi phông toàn bộ luôn, rồi tôi thu xin lỗi các bạn thôi. Thứ nhất là người ta thấy sao? Tại tại vì vậy nó dựa vào cái nguyên lý như thế này nè. Cái nguyên lý là giống như mình vậy thôi. Mình trong cuộc sống của mình vậy, thấy chỗ nào dồi dào dinh dưỡng nhất là mình nhào đầu vô đúng không? Thì chỗ nào dinh dưỡng kém thì mình không có chơi. Hoặc là những chỗ nào ít tiền á, ví dụ đi sau này ra đi làm các bạn lựa chỗ nào nhiều tiền các bạn làm, nhưng ít tiền các bạn chê. Nó cũng giống giống vậy. Có nghĩa là cái dinh dưỡng vùng đáy nó có vấn đề, thông thường nó sẽ bám ở vùng đáy. Bây giờ dinh dưỡng vùng đáy có vấn đề vì lý do gì đó, nó tác động mạch tử cung, nó viêm nhiễm gì đó không biết. Tức là nó bò xuống dưới. Cái đó là một giả thuyết thôi nha, không có chưa chứng minh được rõ ràng đâu. Cái giả thuyết thứ hai là khi cái thai nó làm tổ ở cái vùng 1 phần 3 ngoài tai vòi đúng không? Mình học cái sự thụ tinh đó, nhớ cho tinh trùng gặp trứng ở 1 phần 3 ngoài của vòi trứng, rồi nó mới chạy dần 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 vô trong lòng tử cung. Thì bây giờ nó chạy vô thì nó bám, thì thường thường ở trên tử cung nó đám phần đáy chứ nó không có xuống dưới. Một lý do nào đó nó chạy tọt xuống, nó đứng dưới xây nhà ở dưới đó thì nó bám dưới đó. Cũng là một giả thuyết. Cái giả thuyết thứ ba đó là cái bánh nhau nó bình thường nó nhỏ thì nó bám gọn ở trên, nhưng mà cái trường hợp này là dễ sót nhất nè, là bánh nhau nó to quá. Thí dụ một nhau mà nuôi 2 tới 3 thai, nó to quá nó bám ở trên đáy thiệt, mà nó phải trải rộng ra để mà nó lấy nhiều dinh dưỡng chẳng hạn, thì nó sẽ có thể bám xuống đất, xuống xuống dưới đáy. Cho nên cái trường hợp mà nhau nó trồi xuống dưới thì mình siêu âm mình thấy rõ ràng. Còn nếu mà trường hợp mà siêu âm mà mình thấy cái lướt lướt cái vào đầu dò siêu âm mình thấy ở nhà báo vùng đáy rồi thì mình yên tâm rồi. Tí xíu các bạn sẽ thấy hình ảnh siêu âm người ta chia ra các cái khung như thế nào. Thì người thấy vùng đáy rồi yên tâm dưới, rất dễ bỏ sót. Và một cái trường hợp nữa, ở đây tôi muốn nêu. Đó là có những cái trường hợp ta gọi là có nghe thuật ngữ bánh nhau phụ chưa? Rồi, nó đó. Có những trường hợp bánh nhau phụ, nó có bánh nhau chính nuôi em bé rồi, nó có bánh nhau phụ thứ hai nữa, mà bánh nhau phụ thứ hai là có thể nó nằm ở vùng này, nó gọi cũng vẫn là nhau tiền đạo bình thường. Và cái, những cái thể đó rất dễ bỏ sót. Và khi mà bỏ sót rồi á, thì thứ nhất là sót nhau, thứ hai nữa là khả năng băng huyết rất cao.
Ơi, nó mất nó lỗi hết trơn rồi, là phải phải nãy tôi biết tôi lấy cái bài của bác sĩ Hưng lại. Thì cái triệu chứng của nó là gì? Nó cái bánh nhau nó bám như vậy, các bạn tưởng tượng sao? Bánh nhau nó bám bình thường trên đáy, nó bám chắc trên đó thì không thành vấn đề gì hết. Còn nó bám ở phía dưới, ở vùng cổ tử cung nó có vùng lỏng lẻo như vậy, nó co ma sát như vậy rất dễ chảy máu đúng không? Hay nó chảy máu thì nó bay ra ngoài thôi, thì nó gọi là xuất huyết âm đạo. Tính chất của nó là sao? Đột ngột. Dĩ nhiên máu nó ở đó, cái vùng đó nó chảy xuống là máu đỏ tươi. Các bạn nắm nguyên lý này thì các bạn không bao giờ sai trơn. Nó nằm ở vùng đáy như vậy thì khi mà nó chảy máu như vậy thì nó sẽ chảy xuống, nó, lúc đó máu còn đỏ tươi, còn còn tươi rói, mới giống cắt, giống như cắt tiết chảy ra vậy đó. Và nó lệ thuộc vô có cơn co hay không cơn co. Không quan trọng, có cơn co nó có thể chảy máu nhiều hơn, không cơn co nó cũng thể chảy máu như thường. Cho nên nhau tiền đạo là một cái thể loại máu chảy máu bất thình lình, nó muốn ra máu lúc nào cũng ra. Và vì vậy cho nên là cái triệu chứng thực thể các bạn thấy là nó không lệ thuộc vô cơn co tử cung. Có cũng chảy, không có cũng chảy, có chảy nhiều hơn. Rồi. Khi mà nó chảy máu thì chuyện gì xảy ra đối với em bé? Nếu nó chảy máu quá nhiều thì cái lưu lượng tuần hoàn từ người mẹ qua em bé nó sẽ bị ảnh hưởng đúng chưa? Còn nếu nó chảy máu ít thì lưu lượng tuần hoàn em bé không sao cả. Cho nên người, ở đây tôi muốn nói là tim thai nó có thể là bình thường hoặc nó suy, tùy tùy mức độ chảy máu. Tôi giải thích từng triệu chứng một, sau này các bạn sẽ làm cái chuyên đề ngược lại thì các bạn thấy là à, một cái bà này vô chảy máu âm đạo đột ngột đỏ tươi, một cái bà này vô không có cơn co tử cung gì hết mà tự dưng thai suy là biết mà cái nhà tiền đạo này nó chảy máu rất nhiều rồi. Các bạn hiểu cái cách tiếp cận sau này ha, mình đi ngược lên chứ không phải là đi xuôi như thế này. Cái này là mình học bệnh học. Và nếu khám bằng tay thì lúc trước các bạn học y bốn, các bạn khám bằng thường thường cái ngôi chõm, ngôi đầu gì đó, các bạn thò vô cái là đụng ngôi đầu cổ tử cung nó mở ra, các bạn biết không? Còn ở đây các bạn khám là không thấy, không sờ ngôi được, tại vì có nhau nó có ngăn cách mà. Thì người ta gọi là dấu điệu tấm đệm, nhưng cái trò này bây giờ gần như tuyệt chủng. Bởi vì sao? Cái động tác mình đưa tay vô là vô tình mình lóc cái mặt nghèo nhau thêm đó, coi chừng. Cho nên nó có một cái câu gọi là câu giống như câu thiệu ở trong ngành của tôi vậy đó. Một trường hợp xuất huyết âm đạo trong thai kỳ, nếu các bạn chưa loại trừ nhau tiền đạo thì tuyệt đối không bao giờ đưa tay vô. Các bạn hiểu chưa? Câu đó là câu giống câu châm ngôn nữa. Các bạn ra đời, các bạn sau này các bạn không cần biết các bạn làm nghề sản hay không sản, các bạn trực cấp cứu hệ ngoại sản ở một số bệnh viện tỉnh hiện tại hoặc là ở cái khu vực mà gọi là bệnh viện quận huyện á, người ta vẫn còn trực chung là cái khối ngoại sản. Các bạn làm ngoại khoa các bạn vẫn trực sản chung. Vô các bạn sung quá, các bạn thấy máu ra và thử khám coi nó cái gì. Mà lỡ bà đó bà chết dưới tay mình là khi rút viện chuyên môn là các bạn lên đường á. Các bạn lúc đó các bạn đừng đổ thừa là tại vì tôi không chuyên môn sản mà tôi vẫn khám. Hiểu chỗ này chưa? Thì lúc này liên quan tới triệu chứng toàn thân là gì? Cái lượng máu nó chảy ra bao nhiêu thì mình ước lượng được. Nhưng mà với điều kiện mình phải thấy từ đầu tới cuối, chứ còn bả ra máu ở nhà mà vô tới bệnh viện nó ra khúc nữa thì mình không thể nào biết được. Cho nên là, nhưng nó có một cái định luật cũng không đúng đâu. Nó có một cái sự tương xứng, tương quan, là có nghĩa là cái lượng máu mất ra, thí dụ mình thấy là trong cái sốc giảm thể tích á, mấy cái trường hợp mà chấn thương á, máu chảy lít thì mạch huyết áp thay đổi như thế nào, thì ở đây nó cũng tương tự như vậy. Nó chảy lít rưỡi thì như thế này, như thế này, như thế này. Các bạn hiểu chưa? Chút xíu bạn sẽ thấy cái bảng đó. Thì người ta có cái câu là cái dấu hiệu sinh tồn nó tương xứng với lượng máu mất ra, nếu mình ước lượng được lượng máu mất. Còn không ước lượng được thì chịu. Nhưng bà này nhập viện vô mà mình thấy mạch bà này 120, 130, huyết áp lúc này còn 6, 8, 8, 6 gì đó, 6, 4 gì đó, là lúc này là mình có cái câu giống như bên bên mình học là choáng giảm thể tích. Đó là mạch nhanh, huyết áp kẹt đúng chưa? Là lúc mất 2 lít rồi. Đây thì cái cận lâm sàng hồi nãy tôi nói với các bạn là nếu một trường hợp vô với mình mà có chảy máu âm đạo 3 tháng cuối thai kỳ, một cái trường mà vô mà chảy máu mình phải loại trừ bằng cái siêu âm trước trước khi mình
mình khám âm đạo, tại vì cái siêu âm nó là 97-98% nó phát hiện được rồi. Thì khi đặt đầu dò siêu âm thì người ta chia ra làm bốn nhóm. Cái thai, cái nhau á, ta chia là ba nhóm chứ, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Đầu tiên nhóm là sao? Ta chẻ cái tử cung ra làm bốn. Được không? Nếu cái nhau nó bám hoàn toàn ở một vùng tư trên này, nhóm 1. Nếu nó nằm ở lưỡng lưỡng nửa trên này, ta gọi nhóm 2. Còn nó nằm hoàn toàn ở dưới này, nằm hoàn toàn một vùng dưới, ta gọi là nhóm 3. Được chưa? Thông thường bác sĩ siêu âm, người ta khi mà người ta thấy là nhóm 3 rồi thì người ta đi tìm tiếp là đây là một trong bốn thể cổ điển hay là hai cái thể mới. Hồi nãy mình phân loại đó. Rõ không? Đó là cái thói quen. Nhưng hồi nãy tôi có nói với các bạn rồi, mình sẽ bị một cái tình huống như thế này. Mình thấy cái thể này bình thường không? Nhóm 2 mà. Mình không đi tìm theo cái kiểu này. Nhưng mà đây là một cái bánh nhau của song thai đa thai thì coi chừng rồi. Hồi nãy tôi có nói phía trước rồi. Coi chừng bỏ sót như chơi. Cho nên hiện tại bây giờ các bác sĩ siêu âm họ gần như là như thấy trên này thì họ mới yên tâm thôi. Chứ còn nhóm 2 họ sẽ đi tìm được. Họ phải đi coi cái bờ dưới nó nằm ở này. À, có thể sai. Cái sai, tại vì mình nói hồi nãy tôi nói với các bạn á, có những trường hợp mình bỏ sót, tại vì có 97-98% mình phát hiện được thôi. Còn 2% bỏ sót là đâu? Là nãy tôi nói rồi, thí dụ như là ở đây là nhóm 2. Nhưng có một cái thể mình bỏ sót nữa, đó là cái nhau bám ở mặt sau tử cung. Nhau nó có thể bám mặt trước mặt sau kệ nó chứ, ai cấm nó. Nó bám mặt sau mà mình siêu âm ở ngã bụng, có nghĩa là đặt đầu dò siêu âm ở từ đỉnh bụng mình đi xuyên tia xuống. Rồi đi qua cái đầu em bé. Cái đầu em bé nó che mất tiêu rồi. Khi cái thể nó bám vừa thấp xuống mình không thấy. Cho nên cái độ lõm 1-2% đó là do mấy cái đó. Chứ không phải bác sĩ siêu âm đọc dở đâu. Nhưng nếu nghi ngờ có cái khắc phục không? Có. Khắc phục là gì? Hồi nãy tôi nói nếu mà mình đặt đồ dọn ở bụng mà thấy song thai đa thai thì nên đi tìm bờ dưới để mình khắc phục cái. Nếu nhau bám mặt sau mình vẫn nghi ngờ thì mình có thể siêu âm ngã đầu dòm đạo đi siêu âm lên để mình khắc phục cái chuyện đó. Hiểu vấn đề không các bạn? Còn cái sót duy nhất có thể chấp nhận được đó là bánh nhân phụ. Bánh nhân phụ rất dễ sót. Như vậy cho nên cho tới bây giờ cái siêu âm người ta có thể là phát hiện được 99% rồi. Vì vậy không có lý do gì mà khi xuất huyết âm đạo vào tháng cuối thời kỳ mình chưa loại trừ nha tiền đạo mà nên đi thò cái tay vô. Rồi các bạn hỏi tôi, ủa hồi nãy mới vừa nói là khi mà có chảy máu không được thò tay vô anh em nguyên cái đầu dò, chuyện gì xảy ra à? Sao bây giờ vậy nè, mình đang nói là cái chuyện mà khi mà siêu âm á. À không, khi mà chảy máu âm đạo ở tháng cuối thời kỳ mình không được phép khám bằng tay trước khi mình cho tay vô, đúng không? Bây giờ siêu âm ngã bụng mình không thấy gì hết, mình đang nghi ngờ là mặt sau. Bây giờ đưa cái đầu dò vô ngã dưới lên. Là cũng cái cây cây nó còn dài hơn cái tay tôi nữa. À. Chuyện gì xảy ra? Nãy mới cấm mà sao giờ được? Kỳ vậy? Hả? Đúng rồi. Cái tay mình không có con mắt. Cái cây kia nó có con mắt. Hiểu vấn đề không? Phát hiện vậy tốt rồi đó. Chỗ này được chưa? Dừng được chưa? Chỗ này qua được chưa? Mấy câu hỏi thi tập trung chỗ này nhiều lắm nha. Mà tôi có gì khó đâu. Đúng không? Mình không phải là mình siêu âm nhưng mà mình nắm nguyên tắc. Thí dụ sau này mình làm lâm sàng về cái đơn vị của mình mà mình vẫn nghi ngờ là cái này có nhau tiền đạo thì mình nói ông siêu âm ơi, ông coi giùm tôi cái đầu dò âm đạo cái coi. Mình không cần coi, mình cái ông coi kỹ giùm tôi cái. Hoặc là mình thấy cái bánh nhau to quá, hoặc là bánh nhau song thai đa thai gì đó, ông coi cái bờ dưới giùm tôi cái. Rồi thì cái này nó còn ứng dụng cái gì nữa, này ứng dụng hơi xa xíu là những cái trường hợp mà phá thai 3 tháng giữa
phá thai 3 tháng giữa, 17, 18 tuần, 19 tuần chẳng hạn. Mà có những trường hợp là có cái vết mổ cũ ở đây nè, đã có mổ sẵn, thì mình không thể dùng cái thuốc được. Không thể dùng mesomeprazole là phá thai bằng thuốc được. Mà mình phải dùng biện pháp cơ học. Hiểu vấn đề không? Dùng biện pháp cơ học là đặt cái bóng vô hay gì đó, đặt cái gì để nông cổ tử cung á. Mà mình không loại trừ mấy cái ông này. Ê cha, sorry. Mình không loại trừ mấy cái nhóm này là mình chọt cái bông lóng bóng vô hay là cái cây vô là đời mình nó tàn luôn. Lúc này bả đi phá thai cái tự dưng mất cái tử cung luôn. Nó chảy máu quá, cắt tử cung chứ sao? Nắm rõ không? Bạn đừng có tập trung vô tôi hướng dẫn trong bài viết đầy đủ hết trơn rồi. Cho nên các bạn cũng không phải lo đâu. Ở trong bài tôi không có nói kỹ giống như kiểu tôi nói trên dẫn đường được. Thì đây là một cái hình ảnh siêu âm đây. Hình ảnh siêu âm đây nhìn thấy biết gì không? Không biết gì hết trơn á. Hồi xưa tôi cũng không biết gì đâu. Giờ tôi mới biết. Nè các bạn nhìn. Đây người ta còn hơn cái chỗ là khi cắt cái hình ra là cái người siêu âm người ta phải nhận định cái nào là cái nào chứ không có cái chữ giống vậy đâu. Này có cái chữ sướng rồi. Chữ nè. Cổ tử cung đây ha. Bàng quang đây ha. Từ từ được không? Bàng quang. Cổ tử cung đây ha. Cái bánh nhau đây nè. Bánh nhau đây ha. Lỗ trong cổ tử cung đây ha. Nhà tiền đạo chứ là chi? Từ từ được không? Hiện nay là mình làm siêu âm là phải biết cái này. Nhưng mà cái này mình đang học cho nên là tôi chỉ trên này nó có cái vậy thôi. Hình ảnh vậy là hình ảnh của nhà tiền đạo đó. Được chưa? Đây này phổ màu rồi vô cho sang chảnh vậy thôi, không có vấn đề gì đâu. Rồi. Khi mà mình chẩn đoán cái nhà tiền đạo rồi thì mình sẽ có một vài chẩn đoán phân biệt. Việc chung cái chùm của nó thôi. Cái chùm nguyên nhân hồi nãy tôi chiếu cho các bạn coi đó. Đây. Mấy cái hình này là hình của sách tiếng Pháp. Thôi kệ đi, không quan tâm. Các bạn đọc cho biết. Thí dụ như là liên quan tới cái vấn đề là viêm cổ tử cung cũng có thể nè, rồi polyp cổ tử cung cũng có thể nè, rồi cái ung thư cổ tử cung cũng có thể nè. Hồi nãy tôi nói rồi, cái chùm cái nguyên nhân đó là các bạn phải cho nó phân biệt cho ra hết. Nhưng dĩ nhiên một bệnh cảnh của cái bà vô xuất huyết đột ngột đỏ tươi mà mạch trụy mạch rất nhanh mà các bạn đi chẩn đoán phân biệt với lại viêm cổ tử cung thì chuyện nó không thể nào chấp nhận được. Có hiểu vấn đề không? Rồi. Này cũng vậy thôi, này các bạn biết rồi. Phân loại máu mất theo cái bảng mà của chón giả thể tích nói chung á thì máu mất trung bình, máu mất nhẹ, máu mất nặng thì nó liên quan tới cái chỗ xử trí của mình chút xíu. Đó là khi mà mình phân loại thì nó có cái bảng phân loại của giảm thể tích là máu mất bao nhiêu rồi mạch dấu hiệu sinh tồn bao nhiêu thì cái bảng này cái bảng sao ta gọi là mô phỏng theo cái bảng kia, nó liên quan tới sản khoa nhiều hơn chứ thực ra cái bảng gốc vẫn là cái bảng kia. Hiểu chưa? Biết cái bảng đó rồi gì, học chón giảm thể tích là bên ngoại khoa dạy đầy hết rồi, tôi không cần nói lại. Nhưng mà cái bảng này người ta làm sao cho mình thấy được là của cái phần liên quan tới sản khoa nhiều thì các bạn để ý nè. Ở cái thể nặng thì máu chảy rất nhiều, thấy mạch nhanh, huyết áp tụt và có dịu choáng, dĩ nhiên rối loạn đó, rối loạn tri giác rồi thì lúc này nó thuộc là phân vô là loại nặng xử lý khác. Vậy thì nó liên quan tới vấn đề xử lý là sao? Nó liên quan tới vấn đề xử lý. Nếu mà trường hợp vô mà mất máu nặng được ha, là phải kết thúc ngay, không có nhiều chần chừ gì hết trơn á, buộc phải mổ ngay. Được chưa? Khi mà nó mất máu thường, mất máu vừa, mất máu nhẹ thì mình sẽ đi dưỡng thai tiếp. Rồi tùy theo cái khả năng nuôi sống của em bé ở đơn vị, ở khu vực của mình, ở đơn vị của mình thì mình chọn cái điểm là mình cắt bao nhiêu. Ai cũng biết cái tuổi thai trưởng thành là 37 cả. Vấn đề tại sao chọn 36? Vấn đề chọn 35, vấn đề chọn 34. Ở nước ngoài nó chọn điểm cắt 34 đó. Các bạn hiểu chỗ này không? Cái mổ lấy thai chủ động hiện nay người ta khuyến cáo là 39. Đủ tháng là 37. Tại sao 39? 39 là cái khả năng mà nó ứ động phổi ít nhất của cho em bé. Mình càng kéo dài tuổi thai thì liên quan tới em bé nhiều hơn, đúng không? Mình càng kết thúc gần nhất là liên quan tới người mẹ nhiều hơn. Có phải không? Đưa lên bằng cân, mình cân vậy nè. Bên mẹ, bên bé. Thì
Tại sao mình chọn 36? Thực ra cái này các bạn chỉ tham khảo thôi, cho nên là nó cũng không có chắc chắn trúng đâu. Vì sao vậy? Tôi đưa ra tình huống như thế này. Ở đơn vị các bạn là 24/7, tất cả đều mổ tiền đào được, tất cả nuôi em bé đều ngon hết, thì mắc mớ gì mình 36 làm gì? Còn thí dụ đơn vị của các bạn chỉ duy nhất một mình bạn mổ nhau tiền đạo được, lỡ ban đêm bạn không trực thì sao? Hiểu không? Thì mình chọn mình ra tay sớm xíu, mình ra sớm xíu để an toàn cho người mẹ đó, ban đêm nó chảy máu thì không người mổ, nhưng mà em bé phải trả một cái giá là có thể nó ứ động phổi. Hiểu được chỗ này không các bạn? Cho nên cái điểm cắt 36 này không phải là cái bất di bất dịch, có thể hạ xuống 35, có thể hạ lên, có thể nâng lên 37. Đôi khi tôi thực hành, hiện tại tôi nuôi tới 38, 39, chuyện của tôi, cá thể hóa. Tùy, thí dụ như một thai kỳ vô với mình, cứ ra huyết xì xà, xì xịt, ra huyết xì xà, xịt, nuôi tới 37, mừng chết mồ, đớp đi chứ còn chờ gì nữa. Còn một bà từ đầu tới cuối chả ra huyết gì hết, tự nhiên cái 35 đem đớp người ta tội nghiệp. Cá thể hóa là vậy đó. Cho nên cái sơ đồ này chỉ là tham khảo mà thôi. Hiểu chưa? Thì cho nên người ta lấy mốc 36 là vậy. Còn dưới 36 thì lúc này mình dưỡng thai tiếp. Dưỡng thai tiếp thì trong đó có là dưới 28 tuần, các bạn này lên học qua bài sinh non này ha. Mình có thể dùng hỗ trợ phổi, mình có thể dùng bảo vệ não, đúng chưa? Rồi giảm co. Thì cái đó là cái bài riêng của phần của cái phần sinh non. Liên quan tới cái bài sinh non, các bạn học bài này chưa? Học rồi chứ sao chưa được? Hả? Bài vợ sanh non đó. Học rồi thì nó liên quan tới, nó nằm trong chùm đó. Nếu non tháng thì nằm trong bài đó chứ đâu. Rồi hiện nay có khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Thế giới về sử dụng corticoid, các bạn biết chưa? 2022. Update liền ha. Thì tiên lượng đối với người mẹ là sao? Khi mà có nhau tiền đạo thì người mẹ thông thường sẽ có tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu nó chảy máu nhiều thì nó liên quan tới cái chuyện mất máu, mà giống như mình mà ra ngoài đụng xe đụng cổ là chảy máu nhiều chết thôi chứ gì đâu. Còn em bé cũng vậy nữa. Em bé là tùy thuộc vào cái lượng máu mà nó chảy ra thì em bé nó có suy không, và lúc đó là em bé nó có vấn đề. Còn nếu mất máu rỉ rả thì em bé không thành vấn đề. Nó liên quan tới chuyện mất máu, còn liên quan tới cái chuyện em bé nó có vấn đề, thí dụ như bản chất của nó suy dinh dưỡng, nó là thai suy dinh dưỡng chẳng hạn, hay nó có một cái bất thường dị tật bẩm sinh chẳng hạn, thì nó suy chuyện khác, mình không có kéo vô đây được, mình nói chung được, gộp chung vô được. Đó là mình khi mà mình nói tỷ lệ tử vong nó 30-40% là mình mặc định mấy cái kia nó bình thường hết. Các bạn hiểu được cái chỗ này ha? Chứ không thôi là ta hỏi trong nhau tiền đạo, ta hỏi bắt bớ là sau này ta hỏi tỷ lệ tử vong con ở những cái nhóm mà thai suy trường diễn mà các bạn đánh 30-40 là bạn sai rồi, nó phải cao hơn nữa. Hiểu không? Bà ngoài cái chuyện nó chết vì bà mẹ bị này, nhưng mà nó ngoài còn chết vì cái chuyện của nó nữa, nội tại của nó nữa. Hiểu chưa? Bây giờ nó lỗi phong này, các bạn có nào biết chỉnh không các bạn? Cái này tôi quên, lúc mà tôi làm trên máy tôi quên nhúng phong đi. Tôi biết chắc là nhúng phong nó sẽ bị mấy cái máy vô, cài vô mấy máy khác nó không bị. Tôi quên nhúng phong ra kiểu này nè, vậy khó chịu quá. Rồi các bạn nhau tiền đạo tới đây là hết. Tôi chờ các câu hỏi. Các bạn không hỏi là các bạn muốn các bạn làm mà khi mà trình qua cái chuyên đề là bị tôi la đáng chịu ạ. Rồi tôi cho 5 phút để đặt câu hỏi. Mình đi từng bài, kết thúc từng bài một chứ đừng có đi một lèo rồi hồi quên hết trơn à. Vậy thì các bạn tóm lại cái bài này là gì? Đây là cái bánh nhau bao bất thường đúng chưa? Và nguy cơ chảy máu thường trực đối với cả mẹ lẫn em bé, đó là cái câu giống như chắc hơn message mình đi về nhà vậy đó. Còn cái ruột bên trong các bạn đọc trong sách hoặc là các bạn hiểu nãy giờ, thực ra tôi nói là nói rất chậm để cho các bạn nắm, đâu cần đọc sách gì nữa, đâu cần đọc bài gì nữa đâu, chả cần đâu. Rồi các cái nhóm bên kia hoặc là nhóm gì đó ở đang học ở nhà hả, hay là có nhóm học nhà nữa hả? Rồi nhóm học ở nhà có quyền đặt câu hỏi.
Đó đi bạn. Bình thường được em, tại vì hồi nãy mình thấy là nó chia ra hai cái nhóm, một cái nhóm là không xanh được, đi mẫu chắc rồi. Còn cái nhóm mà đi xanh thì mình bắt buộc mình phải cảnh báo nguy cơ băng huyết. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình biết là cơ chế chính của cơ hội tử cung là gì, của cái cơ gì của cái cơ hội tử cung, tác dụng của cơ nào của tử cung mà để làm cho cơ hội tử cung, cơ cơ gì, khi băng huyết sao xanh tử cung nó muốn co lại, không phải băng huyết sao xanh nữa, nói chung cơ chế bình thường để co cơ tử cung đó, thì cái cơ nào trên tử cung nó sẽ chịu trách nhiệm chính. Cơ tử cung mình có mấy lớp vậy? Ba lớp. Vậy lớp nào, một hai ba đi, nói đại đi, lớp nào quan trọng nhất của trong co cơ tử cung? Lớp 2, đúng rồi, lớp cơ chéo á. Lớp cơ chéo nó chỉ có ở phần đáy tử cung mà thôi, nó không có ở đoạn dưới tử cung. Ở đoạn dưới tử cung nó chỉ có hai lớp, lớp 1 và lớp 3 thôi. Bánh nhau nó bám vô lớp cái đoạn dưới, nó không co hồi được, khả năng chảy máu rất cao. Cho nên lúc đó là trường hợp mà chảy máu do nhau tiền nhau bám thấp xảy ra, thông thường người ta sẽ dùng cái bóng chèn trong lòng tử cung để người ta ép cái mạch máu đó. Hiểu vấn đề không? Đó, nó khác đó. Còn khi mà đã mổ rồi thì phải cố mà lấy chỉ mà khâu trong đó, cầm máu cái đó. Bình thường cái diện nhau bám ở trên đáy tử cung là do cái cơ chéo nó co lại, nó kết hợp với là cơ chế đông máu bình thường, nó xít các cục máu đông lại và nó cầm máu lại. Còn ở đoạn dưới nó không có cơ chế đó, cho nên buộc mình phải khâu cầm máu. Và em hỏi câu đó xong rồi em mới nói tiếp nữa, nhau tiền đạo này không phải ai mổ cũng được. Phân này là phân quyền trong bệnh viện đó, là người ta phân cho những bác sĩ là siêu kinh nghiệm mới mổ được mấy ca này. Tiếng lương và tơ mơ là thua. Và bác sĩ ra trường ít nhất 10 năm mới dám đứng mổ ca này. Thì em khâu không hết, rồi nó chảy máu, rồi nó đưa vô vòng luẩn quẩn, là chảy máu sẽ mất luôn yếu tố đông máu. Thì chảy máu hồng cầu bạch cầu bắt tuôn ra ngoài thì yếu tố đông máu mắc mới gì nó không tuôn, nó giữ lại cho em, nó tuôn 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 hồi đó là đông máu, cái nó giãn, nó gọi là có cái trò trò là đờ tử cung thứ phát, xong rồi nó xòa ra hết, lúc đó buộc phải bứng cái tử cung đi thôi. Cho nên trước khi quyết định mổ ca nhau tiền đạo là luôn luôn bệnh nhân phải ký vô cái gọi là cái consent form á, bản đồng thuận á, nếu trường hợp mất máu nhiều tôi chấp nhận cắt tử cung. Tại lúc đó bệnh nhân ngủ rồi, sao giải thích, giải thích trước chứ, khi chảy máu nhiều mình cắt thiệt. Sa bà hỏi sao cắt tử cung, tôi và bác sĩ chảy máu nhiều quá, bà ký rồi nè, giải thích trước, không có hù, chuyện đó chỉ có thật. Mà mình không nói mà mình đi cắt tử cung là bả cho mình lên đường luôn, bỏ nghề luôn á. Bạn nó chưa có một cái phương pháp nào mà để làm giảm nguy cơ chảy máu hết trơn á, cho nên là chỉ nói với bả là sinh hoạt bình thường, tránh vận động nặng nhẹ gì đó, khi nào có ra tí máu vô bệnh viện liền, nhất là những bệnh viện có thể đảm đương được những cái thứ này. Thí dụ như đây là do bệnh viện quận là thua, vô bệnh viện tư thì người ta chê, mặc dù là mổ được người ta vẫn chê, hiểu không? Giống như tôi hay nói là người ta ăn thịt thôi, xương người ta không xơi, này là xương, hiểu không? Tiếp đi, tôi cần những câu hỏi tiếp theo. Nói đi, cứ nói bình thường, thoải mái. Bàng quang đầy để mình nhìn được, hồi nãy các bạn thấy được cái hình không?
Đây. Khi có cái bàng quang đầy, nó sẽ bộc lộ rõ cho mình được cái cổ tử cung. Hiểu không? Và cái độ xuyên thấu của tia nó đi qua cái vùng gọi là cái vùng vùng nó gọi là phản âm gì tôi quên mất tiêu rồi. Giống như qua vùng nước đi, nó xuyên thấu dễ hơn. Và nó phân biệt cho mình các cái lớp rõ ràng, các bạn thấy nè. Đây, cơ bàng quang đây, tử cái cổ tử cung đây rồi bánh nhau đây. Nó phân biệt cho mình rất rõ. Còn không thôi là các bạn nhìn, tại vì cái phản âm mà các bạn thấy phản âm của nước ối nè. Nó cũng là phản màu đen. Phản âm của này cũng phản âm màu đen. Rất dễ nhầm đó. Cái đó là kỹ thuật rồi ha. Còn siêu âm ngã âm đạo là bắt buộc. Này là chung luôn ha. Siêu âm ngã bụng thì các bạn thấy là các bạn đi khám tổng quát á, là luôn luôn người ta bắt các bạn phải là uống nước cho thật nhiều để nhịn tiểu đó, để siêu âm vùng tiểu khung cho tốt. Đó là siêu ngã bụng. Nhưng khi siêu âm ngã âm đạo là bắt buộc phải tiểu cho sạch. Khác nhau hoàn toàn á. Không thì không có siêu âm ngã âm đạo rồi, có siêu âm ngã trực tràng. Khám phía trước không ai biết hết, khám ông A, ông B, ông C, ông biết, tới ông D cái ông biết, giỏi quá, chưa ra huyết gì hết thì đâu ra huyết gì đâu. Tới ông kia ông siêu âm, trời ơi, quá ông không thấy, tới mình thấy, mình thấm sao nữa, bỏ sót hoài chứ gì. Cái trường hợp bỏ sót có hai trường hợp. Bà này bà kiểu điếc không sợ súng, bà không chả đi khám gì cả thì thôi chịu. Còn có những trường hợp á, mà đi khám á, là bác sĩ nội siêu âm có nha, lỡ mua máy về rồi siêu tứ lưa hết. Ở ngoài thì gặp nhiều rồi, nó sẽ rơi vào tình huống, nói là tình huống đó tôi nói đùa chơi, còn rơi vô những tình huống khó. Ba tình huống khó nãy tôi nói với em đó, không để ý cái bánh nhau trải quá rộng, không để ý cái bánh nhau phụ, và không để ý được cái nhau má mặt sau. Ngay cả những siêu âm chuyên gia người ta cũng bỏ sót. Để siêu âm tốc độ nhanh quá đặt vô xong thì sót thôi. Ở bởi nói trước 28 tuần ta đâu chẳng nói nhau tiền đạo. Em đặt cái câu là nhau tiền đạo chẩn đoán rồi thì không bao giờ có chuyện đó. Còn cái nhau bây giờ như vậy tôi mới đặt câu hỏi cho tụi em nè. Bây giờ thai 22 tuần cái siêu âm thấy cái nhau nó bám lăn qua đâu trong cổ cục luôn. Gọi là gì? Hiểu không? Sau 28 tuần mình thấy bánh nhau nó bám lộ qua lỗ trong cổ tử cung thì mình gọi là nhau tiền đạo. Được chưa? Trước 28 tuần. Y chang vậy đó. Gọi là gì? Vậy mới hay chứ. Vậy mới có cái suy nghĩ chứ, đúng gãi đúng chỗ ngứa rồi đó. Được chưa? Rõ ràng ha. Đố vậy đó, mai mốt trình chuyên đề nhớ nói cho tôi biết nha. Nhóm nào nói được điểm cao hơn? Để tôi hỏi. Nhiên là đối với cái đối tượng tụi em là tôi không bao giờ hỏi tới cái chuyện siêu âm cao cấp đâu. Y sáu hỏi chi mà tới siêu âm, đối với chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 tôi còn chưa dám đụng tới nữa. Kỹ thuật mổ là chuyên khoa 2 mới dám hỏi. Nói đi. Nó vẫn nhà bấm, nó nhà bấm mép với nhà bấm thấp là giống nhau, đẻ được. Đều có thể sanh được, tại vì nó đâu cản trở đường ra đâu. Bấm mép là nó bấm tới sát lỗ trong cổ tử cung, đâu cản trở đường ra của em bé đâu. Đạo là nó phải cản trở ngay cái đường ra thì mình mới đi mổ. Hiểu chưa? Còn nó bám sát 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 vô đó thì cái được nó vẫn mở cổ tử cung bình thường, nó vẫn tống em bé ra bình thường, nhưng mà nó có một điều duy nhất là nguy cơ băng huyết của nó nhiều hơn thôi.
nó sanh là sanh bình thường à. Nhưng mà có nhiều người cầu toàn nói là mổ dễ hơn, tại vì người ta đi mổ để người ta cầm máu chủ động. Còn khi mà mình đặt cái bóng á, là người ta gọi là cầm máu bị động. Đúng không? Đặt trúng thì không sao, mà đặt không trúng thì chết luôn. Anh nói dưới 20 đó em. Cần có, nó về nguyên tắc nó có thể sanh ngã âm đạo được, nhưng mà một mình nó thì có thể sanh ngã âm đạo được, nhưng mà mai mốt tụi em, ủa mà học qua bài các yếu tố tương lực của chuyển dạ rồi mà hồi 4 á, mình khi mà mình quyết định cho bài này sanh đâu có phải kích, đâu phải dựa vô có một món này đâu, nhiều thứ lắm, trong đó cái món này chỉ là một trong những món đó thôi ha. Nhưng mà mình khi mà tất cả các món khác bình thường hết rồi, cộng thêm nhân bấm thấp cũng không có chống chỉ định. Hiểu hiểu ý tôi nói không? Có hồi nãy nói rồi cái đây nè. Đây. Hồi trước ta gọi là bốn nhóm này. Bây giờ ta nhóm gọi có hai cái nhóm này, hai cái tên này thôi. Nhau bấm mép bây giờ nó gọi nhau bấm thấp luôn. Còn bắn trung tâm bây giờ gọi nhau tiền đạo luôn. Thì cái đám này đẻ được, đám này không đẻ được, xong. Được chưa? Nó cổ điển hiện đại nghe ghê quá hả? Đâu có chá có gì hết, người ta phân đi phân loại thôi. Cũng giống như mình thời trang nè, hồi thì áo ôm, hồi thì áo rộng vậy thôi, chứ có khác gì đâu. Năm này qua năm khác thay đổi tùm lum hết. Hồi thấy ôm đẹp, hồi thấy rộng đẹp vậy đó, tùy. Này, biết đâu 3-4 năm sau quay lại bốn nhóm kia. Bình thường, y học vậy mà, vậy mới học suốt đời chứ. Học cố định rồi thì đâu cần mình nữa. Còn có hỏi ở cái nhóm kia mà phát biểu lên lên đây nghe hết rồi không? Có nhóm nào không? Rồi đó, mới vừa nói xong. Đột cột đỏ tươi. Phân biệt với cái đám nãy tôi chiếu lên một đám nguyên nhân á. Nhà bông non, vợ tử cung, cổ tử cung, bô liếp, chấm đầy hết. Khi nào, tôi nãy tôi nói rất là rõ rồi mà sao không họ không hiểu nữa. Khi có ra máu âm đạo mà mình chưa loại trừ nhau tiền đạo thì không được phép khám, còn loại trừ nhau tiền đạo rồi thì khám thoải mái. Đặt mỏ vịt làm sao biết nó thuộc cổ tử cung hay âm đạo? Mình loại trừ nhau tiền đạo rồi thì mình có quyền đặt. Trời ơi, nói vậy mà sao không hiểu ta, lạ ta. Còn gì nữa, nhanh lên. Không qua bài 2. Cần nghỉ không? Không ha.